Đầu xuân, gia đình ông Vượng ghé thăm di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, kinh đô của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền của Việt Nam, nơi phát tích ba triều đại, Đinh, Tiền Lê và khởi đầu triều Lý. Vừa du xuân, vừa là dịp để con cháu tìm hiểu lịch sử dân tộc. Đến năm nay thì lại bảo là đi vua Đinh, vua Lê, để sau này cho các con, các cháu nó biết được là cái nguồn gốc của đời vua Đinh, vua Lê. Chúng tôi cũng đưa các cái ứng dụng của khoa học kỹ thuật vào, như là trình chiếu 3D, và đặc biệt đó là đưa cái kết quả khai quật khảo cổ đến gần hơn với du khách. Còn tại quần thể di tích Cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới, lễ đổi gác làm sống lại bối cảnh cung đình với những nghi thức chuẩn mực, thể hiện sự uy nghiêm của chốn kinh thành xưa. Bản thân chúng tôi cũng đã làm về cái văn hóa, thì đây chúng tôi luôn luôn lan truyền những cái ý tưởng, những cái nét văn hóa đặc trưng của triều đình nhà Nguyễn. Hồ Gươm, trái tim của thủ đô Hà Nội trở nên lung linh và sống động hơn qua chương trình thực cảnh đầu tiên tại di tích quốc gia đặc biệt mang tên Ngọc Sơn Đêm Huyền Bí. Lễ ban chữ Thánh Hiền tại khu vực Tháp Bút. Nghi thức đón linh khí của trời đất tại cầu Thê Húc. Đặc biệt, truyền thuyết Lê Lợi Trả Gươm diễn ra trên mặt Hồ Gươm được tái hiện nhờ hiệu ứng âm thanh ánh sáng kết hợp công nghệ trình chiếu 3D. Trong từng cái phiến đá, trong từng cái rễ xi, rễ đa nó đang rủ xuống ở đây, nó có câu chuyện, nó có lịch sử và nó là một thế giới rất huyền bí. Từ Cố đô Hoa Lư, Cố đô Huế tới Thăng Long, Hà Nội, phát triển, sáng tạo các sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa lịch sử, không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy di sản, mà còn là cách hấp dẫn để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và lan tỏa tầm vóc Việt Nam hàng ngàn năm lịch sử tới bạn bè bốn phương.